Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta cùng xoay qua những tầng trưởng môn khá là chắc ở cùng với chỗ S8 Phật Sơn Ký Sử. Sau khi trong thắng vừa rồi thì có rất nhiều cao thủ của môn phái của mình đã lên được tầng trưởng môn. Và anh em cùng xem sơ qua những cao thủ này như thế nào, đồ đạc ra sao. Và cho anh em cùng xem sơ qua, đây là cao thủ cái bang tầng trưởng môn tháng 4 này nha anh em. Hiện tại cái bang này đang sử dụng cho mình một cái bọn chống phái tốc 30, sức thương 35, 80% và kháng họ 25. Và họ sát nội công 200, có thể đi hai đường nha mọi người. Có thể đi hai đường nha anh em. Đó. Rồi, đang sử dụng cho mình đây là chắc chắn là một set hiệp cốt anh em ạ. Set hiệp cốt. Hiệp cốt ở đây là sinh động lực thì dẫn độc kháng cả 3. Một cái áo hiệp cốt cực phẩm 50%99. Một nhẫn hiệp cốt 24. Một cái bộ hiệp cốt cực phẩm 530-240. Một cái bàn khá là chắc nè mà, tăng trưởng môn cái bàn. Sử dụng cho mình một cái nhẫn kháng lôi 27. Một đại lưng 2340, khá là chắc. Kháng họ 23 và chống 40, sinh lực, lực và sinh khí 6. Và một cái tay làm chậm và phòng thủ 4. Một cái nón phòng thủ lý 24 và làm chậm 40. Hiện tại đang có cho mình 80%. Và một đôi giày 440, kháng họ hơi thấp. Bù lại thì được cho mình là lượng chống được 80. Đôi giày này kháng họ hơi thấp rồi nè mà. Cái này có 4 điểm thôi. Bù qua được cây vũ khí thêm được cái kháng họ, khá là khỏe. Rồi một món khăn lôi, một món khăn lôi và hai món thủy nha mọi người. Được cho mình 80 chón và 80 chậm. Một cây vũ khí chống băng, đã có bọn pháp quá chắc luôn. Rồi tiếp theo đó là một cái ấn không thể phá hủy, thiên đạ thiên hạ vô cẩu với lại phi long đại thiên. Đó là skin 9x. Sau khi lên tăng trưởng môn thì được sở hữu cho mình một cái ấn này một tháng như năm. Ấn này tăng như một skin 9x đó. Rồi đang sở hữu cho mình một trang sức kháng cảnh năm và một mặt nạ đại nhân sói ở tống kim. Sau khi đặt từ tống 1 đến tống 10 sẽ được một phi một mặt nạ kháng cảm 10 và kèm với một phi phòng kháng cảm 10. Cái này khá trâu, là một con người kháng cảnh năm đó. Thực sự lại cùng cái bang này thì sự nó khá là khỏe này mà, đánh tống kim ăn thường tốt luôn nè. Rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ Linkin Park, một trong những cái bang tăng trưởng môn của tháng 4 vừa rồi, một trong những cao thủ lên ngôi tăng trưởng môn quá khác. Đây nè, tài đang nằm top top 3 môn phái với một đẳng cấp 119. Chắc chắn những account này chắc chắn với em là một điều rằng mắt tất cả top pin như là Evan, kỹ năng tiềm năng tất cả cái mùa Evan cũng như là khẳng nghĩ là võ lâm tập tại kênh chắc cũng mắt rồi anh em à. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cao thủ khác nha.